này mình khánh thành lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Lâu là cỡ nhiêu lâu rồi anh? Thì trước Tết không ta? Có. Trước Tết là sau Tết. Trời Tết đó mới đi nè. Tháng mấy ta? Bữa hổm mình thỉnh sách mình còn đi ngang nè. Dạ. Bởi vì hồi trước em lợi em không thấy. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. À, chúc mấy anh thư giãn buổi sáng mới ly cà phê thật vui nha. Dạ. Dạ dạ. Thôi em cảm ơn nha. Em lại ghi cầu cho bà con xem đã. Bây giờ thì quê hương mình đổi mới nhiều lắm cả nhà. Cũng nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp thì bà con mình lại có thêm một chiếc cầu mới nè. Đó, có thêm một chiếc cầu mới vững chắc rộng rãi để cho bà con mình lưu thông. Đây, cũng nối liền giữa từ bên xã này với lại xã kia thôi. Dạ, đây là chiếc cầu mới nha cả nhà. Cũng mới khánh thành từ hồi tháng 2, tháng 3 gì thôi, cũng mới đây thôi. Mới khánh thành vài tháng nay thôi cả nhà. Đó là niềm vui lớn của bà con mình, người dân miền Tây ở đây ha. Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị em mình trên kênh Nắm Hát Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay thì trời bớt mưa rồi, tối hôm qua vẫn còn mưa. Nhưng sáng nay thì Kim cũng thấy có mặt trời một chút xíu nè. Hôm nay thì Kim cũng không có đi ghi hình ở đâu được cho bà con mình xem hết, chỉ đi lòng vòng gần và quay ghi hình những cơn mưa ảnh hưởng do cơn bão. Thì cũng có mưa lớn thì Kim cũng ghi hình mưa giông gió cho bà con mình xem, rất là buồn. Thì cũng không biết là bà con mình ở khu vực thì có ảnh hưởng bị nhiều không. Thì hôm nay mặt trời lên được chút xíu nè, thì Kim cũng tranh thủ chạy đi lòng vòng để ghi hình và xem. Đồng thời thì mưa bão vừa qua thì ở khu vực mình là khu vực chợ mới đó. Dạ, và đây là xã Kiến Thành. Thì những xã mà nông thôn vùng xa thì xem bà con mình có ảnh hưởng cơn bão gì hay không ạ. Cho nên thì hôm nay Kim cũng đi vòng vòng cho bà con mình xem một chút xíu vì xung quanh khu vực ở làng quê mình nha cả nhà. Hướng chúng ta đang đi đây là mình sẽ đi về khu vực Kẻ Xài của xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn nếu như đường ở sau lưng mình đó là mình chạy đi qua luôn thì là mình sẽ đến được xã Nhân Mỹ. Dạ. Và đây là con đường nối liền giữa hai xã Kiến Thành và Nhân Mỹ. Khu dân cư bà con mình ở nè cả nhà. Đó, khu vực bà con mình ở đây thì do ảnh hưởng vừa qua cả chục ngày nay rồi thì cũng mưa gió hoài à. Dạ, nhưng mà rất mừng là không có sự ảnh hưởng gì hết. Dạ, ảnh hưởng gì về nhà cửa hết, cả nhà rất là mừng ha. Còn ở khu này cũng vậy thì cũng không có sự sạt lở. Dạ, đây nè, như cả nhà nhìn thấy là thực tế đó cả nhà. Ở khu vực này thì bà con mình cũng làm từ thiện nhiều lắm cả nhà. Ví dụ như những ngày lễ thì bà con mình cũng nấu đồ ăn để cho, nấu đồ chay đó, làm mắm kho hay là làm đồ chiên, cũng như là nấu canh chua, tất cả đều là đồ chay hết, để cho bà con mình ai có nhu cầu thì cứ đến lấy về mà dùng thôi. Đó là ở khu vực này. Nhưng vì hôm nay là không có phải lễ cho nên mình đi thấy đường nó cũng hơi vắng nè. Với lại là thời tiết bây giờ thì cũng ảnh hưởng đó cả nhà, cho nên là mưa gió rất thường lắm. Lúc mưa lúc nắng vậy đó, cho nên là bà con đi đâu cũng tranh thủ đi cho nhanh về nhanh. Dạ, đi sớm về sớm. Cũng như là nếu mà bà con có công có việc mà phải lưu thông ở trên đường thì nhớ mang theo áo mưa. Dạ, để cho mình tránh phải bị mắc những cơn mưa mà dễ bị bệnh đó cả nhà ha. Mới nói nắng chút xíu thì lại cũng có mây che rồi nè.
buổi sáng ở quê mình thì bà con sinh hoạt cũng như vậy nè cả nhà, cũng không có hối hả, cũng không có hối hả tấp nập gì hết, cũng cứ êm đềm diễn ra như vậy hàng ngày. Ở vùng nông thôn, vùng quê mình á, bây giờ cũng nâng cao nhiều lắm cả nhà. Đặc biệt là nhờ có sự quan tâm của chính quyền các cấp bắt những chiếc cầu thay vào những chiếc cầu dán, cầu tre siêu vẹo thì thay vào đó những chiếc cầu đúc. Như hồi nãy Kim ghi hình cho bà con mình xem đó, thì là có những chiếc cầu đúc rộng rãi và vững chắc an toàn để cho bà con mình lưu thông dễ dàng hơn. Khi di chuyển cũng như là chở hàng hóa đồ rẫy ở nhà mình trồng được đó, thì cũng di chuyển vận chuyển tiện hơn và an toàn hơn. Đó là niềm vui lớn của bà con ở vùng quê nông thôn mình. Cho nên là Kim mới nói là ở quê mình bây giờ là có sự thay đổi rất lớn và thay đổi nhiều lắm cả nhà. Cuộc sống bà con mình bây giờ cũng nhờ như vậy qua đó mà nâng cao lên rất nhiều. Từ cái mua bán cho đến sinh hoạt rồi đến chợ cũng vậy nữa, cũng sầm uất hơn, hàng hóa cũng nhiều hơn đó, mua sắm cũng tiện hơn, khỏi phải đi đâu xa đó. Đại hướng này thì là mình đi về dưới chùa Tây An cổ tự nè cô chú anh chị, rồi mình đi qua cái cầu Dân Lập thì là mình sẽ đi về Mỹ luôn ha. Đây là mình hướng này ha. Đây là cầu Cả Xài. Đây là cầu Cả Xài. Thôi thì mình chọn đi cái hướng phía trước này để mình đi ngang cái chỗ sạt lở mình xem coi có sao. Cả tuần nay mưa bão thì sạt lở nó có xuống thêm nữa không, hay là nó vẫn vậy, để mình yên tâm chút xíu cho bà con, yên tâm chút xíu cả nhà ha. Cho nên là mình chọn đi đường này. Mà nếu mình đi đường này là lát nữa là mình sẽ đi ngang cái khu vực sạt lở. Dạ. Mà hiện tại thì cũng lâu rồi, từ hồi nói chung là cũng khá lâu rồi không có cho xe bốn bánh đi vào đường này, bởi vì sạt lở lớn đó, cho nên là xe bốn bánh đi qua không có được, chỉ có xe hai bánh đi thôi nha. Cho nên thì hôm nay mình cũng nhân tiện mình đi ghi hình ở chợ đó, thì là mình cũng đi ngang qua, thì cũng mình nghiêng máy chút xíu cho bà con xem để rồi thấy yên tâm hơn. Đó, hồi nãy mình mới nói là trời hôm nay nắng một chút thì bây giờ cũng sắp sửa chuyển mưa nữa rồi nè cả nhà. Bởi vì thời tiết này đang ảnh hưởng mưa bão này, bà con mình đi đâu thì là đi nhanh về nhanh. Chứ để không nói trước được nha cả nhà, không có hứa hẹn gì hết nha. Rất là sợ luôn. Thôi mình cũng ghé cây xăng đây, mình đổ xăng cái đã rồi chút xíu nữa rồi mình tính tiếp ha.
mưa, ngày mưa trên những con đường quê. Đó, bà con mình nhìn thấy là mưa hồi tối này nè. Đó, mưa cũng lớn lắm, cho nên nước vẫn còn đọng nè, còn đọng ở trên đường nè. Hồi sáng thì Kim thấy bật nắng được chút xíu, còn bây giờ thì ông mặt trời cũng bị mây mù che mất tiêu rồi. Cho nên là nguy cơ chút xíu nữa là cũng sợ mưa nữa đó cả nhà. Bị thời gian vừa qua thì cũng ảnh hưởng đến cơn bão là ở đâu đó. Mà Kim cũng không biết là số mấy, bão số mấy hay là bão ở đâu đó. Thì nói đúng ra thì mình cũng dở cái là mình cũng không có theo dõi thời tiết nhiều nữa, cho nên là mình cũng không có biết, là chỉ biết ảnh hưởng bão thôi chứ không biết là bão ở vùng nào ha, và bão số mấy mình cũng không có xem. Rất xin lỗi nha. Mình chỉ biết ảnh hưởng bão thôi. Thì thời gian vừa qua ảnh hưởng bão, mưa lớn khá là nhiều và mưa ngày đêm luôn cả nhà. Cứ từng cơn vậy đó, mưa rồi lại dừng, mưa lại dừng, mà mỗi lần như vậy là mưa trút nước luôn, mưa lớn lắm luôn. Rồi giông gió nữa. Đây là những cái hàng rào trắng để ngăn không cho xe bốn bánh đi ngang qua khu vực sạt lở này cả nhà. Rất là nguy hiểm nha. Đó, đường rồi nước hết trơn nè. Nguy hiểm quá trời luôn. Hình nếu mà xe lớn đi á, nó nặng á. Đây sạt lở thêm ở trong khu vực này nữa nè. Đó. Quá trời luôn, sạt lở thêm cả nhà ơi, quá chừng. Để hôm nào mà nắng ráo một chút xíu đi thì Kim sẽ đi ghi hình những khu vực sạt lở chi tiết cho bà con xem. Vừa qua thì ở khu vực chợ mới mình cũng có một khu sạt lở rất là lớn, nhưng mà Kim cũng chưa có đến để ghi hình được, bởi vì nó cũng xa xa đó cả nhà. Tuy là ở trong huyện nhưng mà một cái thì đầu huyện, một cái cuối huyện vậy đó, cho nên hơi xa xa. Cho nên là mình cũng chưa đi tới được do ảnh hưởng mấy ngày nay mưa bão nè. Kim cũng không có đi ra đường được. Hôm nay thì cũng nhờ trời quang mây tạnh một chút xíu, Kim cũng tranh thủ chạy ra đường để ghi hình đôi nét trên con đường làng quê vào những ngày mưa bão cho bà con mình xem. Ban trị sự xã Kiến Thành. Ra đời cái bài hát Chuyện ba mùa mưa. Và câu đầu tiên của bài hát là: đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Đúng, đúng lắm cả nhà ha. Quá đúng luôn ha cả nhà. Nữa nè, cũng có cái hàng rào chắn ngang đó cả nhà. Ghê quá, để nhường xe kia đi qua trước đi ha. Đó, đây là khu vực cũng sạt lở nữa nè, nhưng mà cũng chưa có khắc phục được. Cũng vào đây cũng có cái hàng rào chắn của cái hướng này để cho bà con mình lưu thông, biết khu vực này là không có xe bốn bánh qua được, mình phải đi vòng thôi. Vậy mới nói những căn nhà mà ở cặp theo bờ sông như vậy là khá là nguy hiểm. Nhưng mà biết làm sao giờ cả nhà.
thì cứ đến đâu thì khắc phục đến đó thôi, chứ cũng không biết làm sao. Bởi vì nhà thì cất từ hồi xưa tới giờ rồi, chứ đâu phải mới cất đây. Cho nên là cũng phải chịu vậy thôi. Trên đường nè đó, hồi tối nay là mưa lớn lắm, mà mấy đêm nay rồi đêm nào cũng mưa lớn cho đến gần sáng luôn, từ mưa lớn rồi cho đến khi ngớt ngớt rồi cũng rỉ rả hoài đến gần sáng luôn cả nhà. Trình của mình xuất phát từ ranh giới xã Nhơn Mỹ và xã Kiến Thành. Bây giờ mình chạy một vòng về, mình chạy một vòng là cũng mình đi chút xíu nữa mình về đến xã Kiến An luôn nha cả nhà.
ương lớn. Ranh giới giữa xã Nhân Mỹ và xã Kiến Thành thì cũng mất công chuyện một chút, cho nên là Kim cũng dừng máy nửa đường. Bây giờ đây là đoạn đường về, Kim ghi hình tiếp tục cho cả nhà mình xem nè. Vực của xã Kiến An, phía gần ở dưới dốc cầu ông trưởng đó cả nhà. Đây bà con mình nhìn thấy ở phía trên nè, có xe chạy đó là đang chuẩn bị chạy lên cầu ông trưởng để qua bên huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới đó cả nhà. Còn bây giờ mình đang lưu thông ở Kiến An thì mình phải đi qua dưới gầm cầu này, qua dưới gầm cầu ông trưởng này nha. Đồ các bé đẹp quá, dễ thương quá. Dẫn nước vào cho bà con mình làm ruộng, làm ruộng cũng như là bơm lên tưới rẫy. Và hiện tại thì chúng ta đang lưu thông ở xã Kiến An. Hồi nãy thì là mình đi ranh giới của Nhân Mỹ và Kiến Thành, bây giờ mình sẽ đi một đoạn nữa của xã Kiến An nha. Vực này thì hồi xưa cũng sạt lở nghiêm trọng lắm nè cả nhà, nhưng bây giờ thì làm bờ kè lại rồi, khắc phục lại rồi, cũng qua nhiều năm rồi đó. Thì trên dòng sông ông trưởng này thì cũng có vài điểm sạt lở. Bởi vì dòng sông mà thì cứ tàu ghe qua lại sóng đánh rồi thì là đương nhiên là sẽ tác động vào bờ, rồi cứ như vậy mà lâu dần, năm dài tháng rộng thì nó cũng sẽ có sự cố xảy ra. Nhưng mà mình không biết ở thời điểm nào và ở đoạn nào đó là như vậy cả nhà, cho nên là bà con ở vùng quê sông nước mình á cũng sống ở cặp bờ sông như thế này cũng nơm nớp lo sợ lắm. Không phải riêng gì tỉnh An Giang mình đâu, mà cũng như là Vĩnh Long, Đồng Tháp hay là Cần Thơ cũng đều dọc theo bờ sông như vậy, cũng đôi khi cũng gặp sự cố đó cả nhà. Cũng khá là nguy hiểm, nhưng mà không biết sao giờ. Bởi vì nhà thì bà con mình cũng cất ở từ hồi xưa tới giờ rồi, đâu ai muốn như vậy đâu ha, đâu ai muốn khi gia đình mình phải gặp sự cố đâu. Bất cứ sự cố gì, dù lớn hay nhỏ, ai cũng đều còn mong bình an cho gia đình mình hết. Tất cả đều ngoại ý muốn hết, do ông trời xây chuyển hết. Thì thôi mình cũng không biết như thế nào, thì cứ đến đâu thì khắc phục và đến đâu thì hay đến đó ha cả nhà. Nhưng nói chung là
và nguy hiểm bao giờ cũng ở hàng đầu. Mình đi một đoạn nữa thôi thì mình sẽ dừng máy cả nhà ơi. Kim thấy lác đác có vài hạt mưa rồi, mình chỉ sợ mắc mưa. Thôi thì đến đây thôi, Kim dừng máy ở đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị suốt thời gian qua đó luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Đặc biệt thuận lộ bình an, vạn sự lành, vạn điều may mắn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.